Chào các bạn, mình là anh Tuấn và đây là video hướng dẫn học hiệu ứng phim ảnh bằng tiếng Việt. Trong video này mình sẽ tiếp tục nói về một số khái niệm cơ bản về compositing và hiệu ứng phim ảnh. Trong phần này mình sẽ nói về quy trình tạo hiệu ứng phim hay còn gọi là pipeline. Mình sẽ lấy ví dụ là các bước tạo nên một cảnh phim một chiếc xe chạy trên con đường. Thì để thực hiện cảnh phim này chúng ta cơ bản là cần hai thứ. Thứ nhất là cảnh con đường và thứ hai là chiếc xe sẽ được làm trong 3D. Thì đầu tiên các nhà làm phim sẽ phải quay cảnh phim thật hay gọi là live action footage bằng máy quay. Sau đó thì họ sẽ phải dùng kỹ thuật tracking mesh move để dò chuyển động và góc quay của các camera trong các cảnh quay. Ví dụ như chúng ta có hai cảnh quay là cảnh con đường. Như các bạn đã thấy thì cảnh hai con đường này có những góc quay của camera khác nhau, cho nên chúng ta sẽ phải dùng kỹ thuật để dò tìm góc quay của các camera này trong đời thực, để sau đó bắt chước các camera này trong phần mềm 3D. Sau đó sẽ đến bước tạo vật thể 3D trong các phần mềm như là 3ds Max hoặc là Maya. Ví dụ chúng ta sẽ tạo nên một chiếc xe trong 3D như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ đắp vật liệu material cho vật thể. Như các bạn thấy, chúng ta sẽ tô màu cho chiếc xe và sau đó sẽ gắn những vật liệu cho chiếc xe như là kính, đèn pha hoặc là bánh xe, logo. Và các bước tiếp theo sẽ là tạo ánh sáng, lighting, phản chiếu, reflection, vân vân. Và sau đó sẽ là xuất hình ảnh cuối cùng. Ví dụ đây là hình ảnh cuối cùng thì chúng ta sẽ xuất hình ảnh này để đem vào các phần mềm compositing để ghép chiếc xe vào trong cảnh quay thật. Để kết hợp vật thể vào cảnh quay, chúng ta sẽ dùng các phần mềm như là Nook hoặc là After Effects. Và sau đó chúng ta sẽ biên tập lại cảnh quay, chỉnh màu, color grading. Và như vậy, ví dụ với cảnh quay này chúng ta sẽ kết hợp chiếc xe vào như thế này. Còn với cảnh quay này chúng ta sẽ kết hợp chiếc xe như thế này. Như các bạn thấy thì chúng ta sau khi dò tìm được góc quay của camera, chúng ta sẽ đặt chiếc xe vào cho hợp với cảnh quay. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.